Hiếu xin chào bà con và mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình làm cái video để mình chia sẻ cho bà con và mọi người thêm hai cách để chúng ta diệt lúa cỏ và lúa ma bà con. Đó, lúa cỏ, lúa hai tầng á. Thêm hai cách đó. Và hai cách này thì có một cách thì đã được rất là nhiều bà con và áp dụng rồi. Và một cách là cũng do một chú nông dân chia sẻ lại. Đó, nhưng mà cái vùng của mình thì chưa có được áp dụng nhiều. Và hôm nay mình chia sẻ lại cho bà con để bà con biết thôi, tham khảo thêm hai cách diệt lúa cỏ mới. Đó. Thì nếu mà mọi người thấy cái video của mình hữu ích thì mọi người hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký nha. Đó, để ủng hộ cho mình. Cách đầu tiên mình muốn chia sẻ với bà con và mọi người thì đây mình lấy ví dụ. Thì ở đây thì bà con phải sử dụng một cái cây dài khoảng 2 mét và bà con quấn một lớp vải như vậy nè. Đó, quấn như vậy nè để chúng ta đi và chúng ta rà ở phía trên đó, do cái lúa hai tầng và lúa ma nó sẽ cao hơn lúa của mình. Đó, như vậy thì mình ra ở phía trên á, và khi mà mình quấn cái lớp vải như vậy thì mình lúc xưa thì bà con sử dụng cái cỏ cháy liền, đó là có cái hoạt chất là Parawatt, nhưng mà hiện tại thì cái thuốc Parawatt nó đã bị cấm rồi mọi người. Bây giờ thì mọi người sử dụng cái thuốc cỏ lưu dẫn. Và mình khuyên bà con thì đây là mình sử dụng cái chai Basta của công ty Bass nha mọi người. Đó, Bass đang phân phối và đây là cái hàng của công ty Bayer sản xuất. Đó, thì cái Basta này thì bà con thấm ở trên cái lớp vải này cho đều, nhưng mà nhớ đừng cho nó nhiễu xuống. Đó, thì khi mà bà con thấm cho nó ướt một cái lớp Basta đó thì bà con rà ở mặt trên như vậy nè, thì những cái cây lúa mà hai tầng, lúa ma đó, thì nó sẽ thấm thuốc và nó chết. Đó, đó là cái cách thứ nhất nha. Nhưng mà khi mà bà con áp dụng cách này thì bà con nhớ khi bà con cho thấm thuốc vào cái lớp vải thì đừng có để cho thuốc nó nhiễu xuống dưới lúa của chúng ta, bởi vì khi mà nó nhiễu xuống thì nó sẽ gây chết cái cây lúa đó mọi người. Đó, đó là cách thứ nhất. Và cái cách thứ hai á, cách thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho bà con và mọi người á, thì cũng do một chú nông dân á chia sẻ lại với mình. Thì khi mà cái ruộng lúa của chúng ta là đang chỗ đó, và cái lúc mà lúa ma nó đã, lúa hai tầng nó đã chỗ, nó chín và nó sắp rụng á bà con, thì lúc đó mình lấy cái diệt mầm, thuốc diệt mầm á, thì mình sử dụng là cái gốc là Retiaclo, tức là cái sulfit cũng được nè, diệt mầm của ADC cũng được nè, hoặc là mình sử dụng cái diệt mầm của những công ty khác mà cái gốc mà Retiaclo đó, thì bà con phun trực tiếp lên cái lúa ma đó. Thì lúc đó khi mà cái thuốc diệt mầm nó thấm vào trong cái vỏ của cái hạt lúa ma đó, thì cái hạt lúa đó chắc chắn là nó sẽ không nảy mầm được nha bà con. Đó, và cái nhược điểm của cái cách thứ hai này á, thì nó khá là nặng tiền. Đó, khá là nặng tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi mà chúng ta phun lên cái đám ruộng của chúng ta rồi á, thì những cái hạt lúa của chúng ta nó không để giống được nha mọi người. Bởi vì khi mà phun như vậy á, thì cái lúa nó sẽ không nảy mầm được. Mình chỉ sử dụng làm cái lúa lương thực thôi. Mà mình áp dụng cách thứ hai á, thì cái lúa ma lúc đó nó sắp rụng, nó chín mà nó sắp rụng á. À, còn cái lúa của mình á, thì lúc đó đang chỗ. À, bởi vậy cái thời gian cách ly của nó cũng còn là khá dài, nên bà con cứ yên tâm. À, cách này á, thì mình đã thử nghiệm rồi. Khi mà mình diệt mầm á, mình thử phun lên cái hạt lúa giống á, phun lên cái hạt lúa giống á, rồi cái hạt lúa giống đó mình đem đi ngâm á, ủ á, thì nó sẽ không mọc nha mọi người. Đó, và cái lúa ma cũng vậy. Đó,
Đó là hai cách mà mình chia sẻ cho bà con và mọi người.